Theo anh em thì đâu là yếu tố quan trọng nhất khi nâng cấp ghế limousine, ghế đẹp, ghế sang hay ghế thông minh? Tất cả đều đúng nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố an toàn sau khi nâng cấp. Giới thiệu với anh em thương hiệu ghế limousine Hồng Y, tiên phong về tính năng an toàn. Trước khi được tung ra thị trường, các mẫu ghế limousine Hồng Y phải trải qua hàng loạt kiểm định về chất lượng để đạt được chứng nhận an toàn 3C. Bên cạnh đó, ghế limousine được lắp đặt trực tiếp vào lỗ chờ zin của xe mà không cần độ chế, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, Hồng Y có tính năng điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt duy nhất tại Việt Nam. Hồng Y ơi! Dạ vâng, em đây. Tựa lưng xuống. Tựa lưng xuống. Hồng Y ơi! Dạ vâng, em đây. Tựa lưng lên. Tựa lưng lên. Các mẫu ghế limousine Hồng Y được thiết kế sang trọng hiện đại, trong đó có mẫu ghế Crystal 4.0 là mẫu ghế limousine hot nhất hiện nay. Mời anh em cùng chiêm ngưỡng. Hồng Y limousine, an toàn, thông minh và sang trọng.